đối trị trợ khai. Đối tức đối đãi, tức là đối đãi, trị tức công trị. Thực sự nói đối trị, chúng ta đều hiểu. Không giải thích, chúng ta cũng hiểu. Vị hành nhân chánh tu quán thời, ý nói là người tu hành, khi họ tu quán mỗi ngày, hốt nhiên hoặc giả, hốt hoặc là hai ý nghĩa. Hốt nhiên tà đảo tâm khởi, tà đảo cũng là hai ý nghĩa, khởi lên tà niệm, hoặc giả là tâm điên đảo. Tình trạng này có rất nhiều. Chúng ta niệm Phật, không hay biết tạp niệm đến lúc nào, hoặc là một thiện niệm khác xen vào, hoặc là niệm ác xen vào. Gián đoạn công phu niệm Phật của chúng ta, mất đi tâm thanh tịnh. Đây chính là chướng ư chánh hành, nó bị chướng ngại. Bất năng tiền tiến là không thể tiếp tục được nữa. Tùy sở trước tâm, tu dĩ tương ưng chi, pháp nhi đối phá chi. Tức là quý vị chấp trước tâm này, ví dụ như từ việc thương nghiệp các đạo hữu này, mỗi ngày tiếp xúc với tiền bạc, khi niệm Phật bỗng nhiên nhớ đến ở đâu còn có một cọc tiền, hoặc thiếu nợ người khác, hoặc người khác thiếu mình, họ khởi lên ý niệm này. Nghề nghiệp khác nhau, cảnh giới khác nhau, khởi những ý niệm tham sân si mạng, những ý niệm tài sắc danh thực thùy, khởi lên những ý niệm này phải làm sao? Nhất định phải dùng phương pháp tương ưng để đối trị nó. Người niệm Phật giỏi, không cần nghĩ phương pháp, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, bất luận khởi lên ý niệm gì, lập tức A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm cho nó mất. Phương pháp này quá tuyệt vời. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, khởi tâm động niệm thì một câu danh hiệu Phật là đối trị được. Pháp môn niệm Phật này, chánh niệm là A-di-đà Phật, trợ niệm cũng là A-di-đà Phật. Đại sư Liên Trì nói là chánh trợ song tu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều có chánh trợ song tu. Pháp môn niệm Phật, chánh tu là niệm A-di-đà Phật, trợ tu cũng là niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không cần nghĩ phương pháp khác để đối trị, không tìm phiền toái. Phương pháp này rất tốt. Trước tâm ký tức tắc chánh hành khả tiến, hết vọng niệm rồi thì quý vị trở lại bình thường.
đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Tương tục rất quan trọng, không được để danh hiệu Phật bị gián đoạn. Niệm từ từ, niệm thời gian dài, miệng ngưng niệm danh hiệu Phật rồi, nhưng trong tâm danh hiệu Phật vẫn không mất là đã thành công. Miệng có gián đoạn hay không chẳng sao cả, trong tâm của quý vị thật sự có Phật. Quan trọng nhất là điểm này. Trong các buổi giảng tôi cũng có nói qua mấy lần. Năm đó tôi ở Đài Loan, ngày Tết có một bà đến thư viện chúng tôi chúc Tết. Bà nói với tôi, mấy năm nay công phu niệm Phật của bà niệm rất tốt. Cái gì bà cũng buông bỏ được, nhưng có điều không buông bỏ được đứa cháu trai, không buông bỏ được cháu trai. Bèn đến hỏi tôi. Tôi bảo bà rằng, bà đem cháu trai đổi thành Phật A-di-đà thì bà sẽ thành công. Cho thấy rằng tình thân rất nặng. Tuy mỗi ngày không niệm cháu trai, cháu trai, cháu trai không niệm, nhưng trong tâm của bà thật sự có. Ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng khi nhớ đến cháu trai thì buông bỏ A-di-đà Phật được rồi. Trong tâm bà, cháu trai là trên hết, Phật A-di-đà là thứ hai. Chướng ngại của bà là ở chỗ này. Cho nên tôi bảo bà đổi vị trí là bà sẽ thành công. Đặt Phật A-di-đà trên hết, cháu trai ở vị trí thứ hai thì bà sẽ thành công. Trong tâm thật sự có. Niệm niệm không rời Phật A-di-đà. Chúng ta niệm A-di-đà Phật nên giống điều gì? Nên giống đứa con hiếu thảo, niệm niệm không quên cha mẹ. Lòng mẹ con gắn liền nhau. Nhưng bây giờ không có hiếu tử nên ví dụ này không dùng được. Trước đây dùng ví dụ này rất thích hợp, bây giờ dùng ví dụ này không được rồi. Ví dụ gì cũng không hơn được. Vợ chồng là giả. Có người buổi sáng kết hôn, buổi chiều ly hôn, như là trò đùa. Người với người toàn là giả tình giả nghĩa, không có thực lòng. Pháp thế gian và xuất thế gian đều hết cách. Vì vậy thế gian này bị thiên tai. Nguyên nhân của thiên tai cũng là chỗ này, không có thành tín. Chúng ta niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm thật sự có Phật. Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra không có gì nữa. Đây mới bảo đảm được vãng sanh. Đây mới gọi công phu niệm Phật thành phiến, đã thành tựu. Chúc mừng quý vị. Quý vị mãi mãi thoát vòng luân hồi lục đạo. Quý vị sẽ không vào trong lục đạo chịu khổ. Quý vị vượt khỏi mười pháp giới. Cho nên sự việc này chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến, không nên nghĩ đến chuyện khác. Những chuyện khác đều là tạp niệm.
Một là cái khổ trong lục đạo. Kinh giáo quá phức tạp, quá khó học. Pháp môn niệm Phật này đơn giản như vậy. Dễ dàng như vậy. Chỉ cần thực sự thực hành. Một câu A-di-đà Phật này thông tất cả, thông suốt không chướng ngại, thông thế giới cực lạc, thông thế giới hoa tạng, thông tất cả quốc độ chư Phật, thông thế và xuất thế gian. Chúng ta có cần không? Trong tâm có Phật thì không có chướng ngại. Trong miệng có Phật, trong tâm danh dự lợi dưỡng ở thế gian này, ngũ dục lục trần chưa buông bỏ, không được. Thậm chí chúng ta cần đến trú trì chánh pháp, ta cần đến hoằng pháp lợi sanh. Nếu tâm chúng ta vướng mắc ở đây vẫn là chướng ngại. Hoằng pháp lợi sanh quan trọng không? Quan trọng. Cần làm không? Rất cần. Đừng để trong tâm tùy duyên làm. Tùy hỷ công đức. Để trong tâm là sai. Để trong tâm quý vị không thể vãng sanh. Vậy công đức quý vị làm tương lai đều là phước báo trời người. Quý vị nghĩ xem, có mong muốn hưởng phước báo trời người không? Lý Thế Dân làm hoàng đế vẫn đọa địa ngục. Trời người tứ thiền khi mạng chung còn đọa ba đường ác. Đây là trong kinh Phật nói. Tội nghiệp của họ không thể hóa giải. Chết rồi đầu thai, nghiệp lực bên nào mạnh thì dẫn đi trước. Bên nào mạnh họ thọ báo trước. Các nghiệp khác đều không mất đi, đều tàn trú trong A Lại Gia. Sau khi quý vị thọ báo xong, chủng tử nghiệp tập của A Lại Gia lại khởi hiện hành. Mình không làm chủ được. Thật đáng thương. Thật hết cách. Hôm nay gặp được tịnh độ. Nếu quý vị đem tịnh độ bỏ đi, đó chính là ngu si. Là thật đáng tiếc. Đây là một cơ hội để quý vị có thể vĩnh viễn thoát ly lục đạo mười pháp giới. Quý vị có cần nắm bắt cơ hội này không? Tự mình tu, tu thành công rồi, có duyên thì giúp chúng sanh, dẫn nhiều người đến thế giới cực lạc. Đây là công đức chân thật. Không có duyên, mình đi trước đến thế giới cực lạc. Người có duyên với quý vị trong quá khứ, hiện tại, đời đời kiếp kiếp đều cảm ứng đạo giao với quý vị. Họ có cảm thì quý vị có ứng.
ứng hóa mười phương, phổ độ chúng sanh, quý vị có thể làm được. Trong đời này, nếu nói tham đắm việc đó thì không thông rồi. Cái này trong đối trị, trong này nói rất rõ ràng. Người tu hành sợ nhất là cái này. Công phu một đời phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, thật đáng tiếc, cũng là trôi lăn trong luân hồi lục đạo.